Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, cầu Phật Phật độ, vận may liên tiếp, làm ăn trúng lớn, đổi đời ngoạn mục, sắm nhà lầu, tậu xe sang, tiền về tới tấp, cực giàu có. Quý vị thân mến, có ai đó đã nói rằng sự lười nhác của tuổi 25 tạo nên sự bất lực của tuổi 35, sự bất lực của tuổi 35 tạo nên sự vô dụng ở tuổi 45, sự vô dụng ở tuổi 45 tạo nên một cuộc đời cơ cực. Khi về già tuổi tác cao, ngoảnh đầu nhìn lại hối hận cũng đã muộn, bởi thời gian cũng như sức khỏe chẳng còn nhiều để cố gắng. Thực tế, ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, sung sướng khi về già, nhưng để có được điều ấy lại phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực và cách sống của mỗi chúng ta khi còn trẻ. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được trời ban cho nhiều may mắn. Mọi sự thành công đều bắt nguồn từ sự cố gắng và không ngừng nỗ lực. Hiểu được điều này, thì trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến quý vị vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 5 âm lịch 2024 qua từng phương diện, từ công danh sự nghiệp, tài lộc, tiền bạc, gia đạo cho đến sức khỏe, với mục đích giúp quý bản mệnh nắm bắt tốt lá số của mình để đón lệnh tránh dữ, đổi vận giàu sang trước mọi hoạn nạn. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Kỷ Dậu với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là Canh, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa. Ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Nam và nữ sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu, tức tuổi con gà, thường gọi là báo hiệu chi kê, tức gà gáy. Mệnh mộc, đại trạch thổ, nghĩa là đất cộn bãi. Đất cộn bãi là dạng địa tầng mới kiến tạo, nhờ các yếu tố khác nhau mà hình thành, nên nó thiếu tính ổn định. Người tuổi Kỷ Dậu, mệnh đại trạch thổ, tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử làm việc. Họ cơ chế linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến tuổi Kỷ Dậu dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững vàng. Nhờ linh động, nên những người tuổi Kỷ Dậu thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái, mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên, nên tuổi Kỷ Dậu yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ, thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ, nên tuổi Kỷ Dậu thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ. Là dạng đất đai tự nhiên, cũng như bản tính vốn có, những người tuổi Kỷ Dậu mệnh đại trạch thổ thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Tuổi Kỷ Dậu rất tin số mệnh, vì chỉ quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi,
ảnh hưởng tác động nhiều. Đại Trạch Thổ có một nỗi buồn trải dài theo thời gian, vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Người tuổi Kỷ Dậu, mệnh Đại Trạch Thổ, có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Người tuổi Kỷ Dậu, khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Có những người tuổi Kỷ Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát trước đám đông, họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và khiến mọi người phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số người tuổi Kỷ Dậu ít nói, họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Đa số những người tuổi Kỷ Dậu giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý mọi việc. Trong gia đình, họ là những người làm chủ, nắm giữ tiền bạc và quyết định mọi khoản chi tiêu. Họ tính toán thật cẩn thận cuộc sống tương lai của mình và những người thân xung quanh. Tuổi Kỷ Dậu rất thoải mái trong vấn đề kinh tế. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Kỷ Dậu là những người sống theo nguyên tắc, kỷ luật và có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc, họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ, sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù chịu thương chịu khó của những người tuổi Kỷ Dậu đã giúp họ xây dựng nên một sự nghiệp vững chắc, ổn định mà không phải ai cũng có thể đạt được. Đối với những người này, gia đình là nơi thiêng liêng và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời. Mỗi khi gặp khó khăn, gia đình chính là nguồn động lực đầu tiên, giúp họ có thêm nghị lực, sức mạnh để vượt qua những thử thách. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, với sự xuất hiện của cục diện tam hợp, thêm cả nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ, tháng 5 âm này đánh dấu bước chuyển mình khá lớn của người tuổi Kỷ Dậu. Ở phương diện công danh, sự nghiệp, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Nhân lúc các khí lan tràn, bạn có thể tranh thủ tiến hành những việc quan trọng, những dự định mà bạn chưa dám làm, thì nay hãy dũng cảm theo đuổi. Thực ra, việc gì mới bắt tay vào làm sẽ khó tránh gặp những trở ngại ban đầu. Thậm chí đôi khi bạn còn cảm thấy nản lòng và chùn bước. Thế nhưng với điều kiện thuận lợi hiện tại, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn ban đầu. Những ngày này chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác, xử lý sẽ tăng lên, khiến Dậu thường xuyên bận rộn, không ngơi nghỉ. Đổi lại, chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó, bởi thế chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Bạn cũng trở nên rất hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của bản mệnh ở tháng này. Bên cạnh việc đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính khả thi cao, tự bản thân bạn cũng trở nên có sức hấp dẫn kỳ lạ và thậm chí trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người khác. Vì vậy, bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân. Dù có tiểu nhân ganh ghét cũng không có gì phải lo lắng, vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng gió. Thời điểm này, nếu bạn muốn được tăng lương, thăng chức, cũng có thể mạnh dạn đề xuất. Đừng quên gửi kèm theo những lý lẽ thuyết phục, các con số thực tế, để chỉ ra rằng bạn xứng đáng có mức đãi ngộ cao hơn, rất có thể sẽ sớm được cấp trên chấp thuận. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cố gắng duy trì kết hợp với những người cùng chí hướng, để công việc được thuận lợi, tránh xa bạn bè xấu, kẻo gặp chuyện rắc rối. Ngoài ra, không nên soi mói quá mức tới mọi mặt, cũng đừng quá chi tiết, điều gì đến sẽ đến, bạn sẽ có thu hoạch bất ngờ, đúng với năng lực của mình. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 5 âm tuổi Tân Dậu âm lịch, tài vận của bản mệnh trong tháng khá lý tưởng. Bản mệnh biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng. Con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, bạn sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Ngoài khoản tiền lương cứng, bản mệnh còn lĩnh thêm khoản tiền thưởng, hoa hồng, lãi lời, vân vân. Tam hợp cục giúp việc làm ăn, kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp,
chắc chắn cuối tháng hoạch tính doanh thu tăng lên gấp nhiều lần so với thời gian trước đó. Nhưng nếu muốn đầu tư, kinh doanh hay mở rộng vào lúc này thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không sẽ rất dễ bị thất thoát. Tốt nhất hãy tiến hành những dự án đã có nền tảng chắc chắn và an toàn từ trước để hạn chế rủi ro tiềm tàng. Tháng này, để thúc đẩy tài khí thêm vượng bản mệnh có thể trưng biểu tượng mèo thần tài ở cửa hàng, cửa hiệu. Vật phẩm này có tác dụng chiêu tài rất mạnh, sẽ mang tới nhiều may mắn, lộc lá cho bạn. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Kỷ Dậu trong tháng 5 âm lịch này có nhiều tiến triển tốt đẹp, dẹp bỏ rất nhiều muộn phiền và nỗi buồn thương trước đó. Tháng này bạn hoàn toàn có thể tự tin nắm giữ hạnh phúc thuộc về mình. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, giữa cha mẹ và con cái tìm được tiếng nói chung, gia đạo trong ấm ngoài êm, hầu như không có trở ngại nào quá lớn, dù có xung đột phát sinh thì cũng được hóa giải kịp thời. Một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện con cái trong tháng này, sau bao tháng ngày mong ngóng. Tuy nhiên, nữ mệnh đi đứng thận trọng, kẻo ngũ quỷ hung tinh gây họa, ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và thai nhi. Về phương diện sức khỏe, thời điểm vào hè, thời tiết sẽ có nhiều sự khó chịu, thất thường, lúc nắng, lúc mưa, bản mệnh dễ có hiện tượng mệt mỏi, uể oải, làm giảm chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Nhưng cái triệu chứng khó chịu này sẽ nhanh biến mất khi bản mệnh điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giờ giấc làm việc cũng như luyện tập thể thao. Tuy nhiên, tháng có hung tinh ngũ quỷ án ngữ, dự báo những hung hiểm tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó, dẫu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác để đề phòng tai nạn giao thông. Khi làm việc nhà cũng cần lưu tâm khi sử dụng vật dụng sắc nhọn, tránh để đứt tay, chảy máu ứng với hỏa huyết quang. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Nhìn chung thời điểm đầu tháng này khá yên bình đối với người tuổi Kỷ Dậu trên phương diện sự nghiệp. Bạn có thể nhận lúc này để mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Khi có mối quan hệ rộng rãi, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn vì có mọi người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ. Tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần. Có thể là vì bạn đã nắm được xu thế thị trường nên đưa ra được những nước đi đúng đắn. Hãy tiếp tục giữ vững các thế mạnh của mình, bạn có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Khía cạnh tài chính lúc này thăng hoa, tỷ lệ thuận với sự nghiệp của bản mệnh. Nhiều người có thu nhập cao hơn trước rất nhiều do bạn chăm chỉ và không ngừng nỗ lực cải thiện các kỹ năng kiếm tiền của bản thân. Sao thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, vì bạn không chịu chủ động nên quan hệ với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi thôi. Có lẽ bạn vẫn khó có thể tìm ra nửa kia phù hợp với mình. Với người đã có đôi có cặp, tình hình mâu thuẫn giữa vợ chồng bạn dường như ngày càng căng thẳng, thậm chí có người nghĩ đến việc chia tay. Hãy dành thời gian cân nhắc thật kỹ và tìm ra căn nguyên của mọi vấn đề, xem mối quan hệ này còn có thể cứu vãn được hay không. Quý nhân, Mão, Tuất. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Con số may mắn, 22/09/45. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Có thể nói rằng, 10 ngày giữa tháng 5 này là thời gian may mắn đối với người tuổi Kỷ Dậu. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nên công việc nào cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Thậm chí, bạn còn có cơ hội chạm tay vào mục tiêu mình đặt ra từ trước. Lại thêm chính quan phụ trợ, những chú gà sẽ dễ được cất nhắc vào những chiếc vụ phù hợp, có tiềm năng phát triển trong tương lai. Vì thế, bản mệnh cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, không dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng khả quan, có cơ hội thoát ra khỏi vấn đề khó khăn. Tuy nhiên cũng đừng vội chủ quan, vẫn nên để một khoản tiền dự phòng để đảm bảo nhé. Thực thần mang lại sức khỏe, năng lượng cho tuổi Kỷ Dậu có cơ hội tận hưởng từng khoảnh khắc trong cả công việc lẫn cuộc sống, gia đình. Bạn cũng có thể mong đợi những thay đổi quan trọng trong công việc, tìm được việc mới. Trong chuyện tình cảm, sau bách việc, chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Bạn có thể cởi mở và thử trò chuyện với một vài người, biết đâu trong số đó có người phù hợp với bạn đấy. Cuộc sống của các cặp đôi thiên vệ ổn định, bạn và người ấy dành nhiều thời gian để trò chuyện và thấu hiểu. Dù đôi bên vẫn còn những quan điểm bất đồng, nhưng hai bạn biết bao dung và thấu hiểu nhau, sẵn sàng thay đổi bản thân vì đối phương.
quý nhân, Mão, Tuất. Tiểu nhân, Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số may mắn, 46/08/22. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm này đem tới nhiều cơ hội cho người tuổi Kỷ Dậu khẳng định bản thân. Vì thế càng trẻ tuổi, bạn càng cần chăm chỉ, cố gắng, chớ dành quá nhiều thời gian cho việc vui chơi. Trong những ngày đi làm, hãy nhiệt tình nhận thêm các nhiệm vụ khó. Tài lộc chưa có nhiều biến động, chỉ có người làm nghề tự do có thể nhận được khoản thù lao khá khá vào thời gian này. Bạn dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên số lượng khách hàng, đối tác chủ động tìm đến cũng ngày một nhiều hơn. Thêm thực thần tụ khí, tình hình tài chính của những chú gà cũng rất khả quan, kiếm tiền dễ dàng hơn. Một số bạn còn nhận được lộc lá trời ban, ký kết hợp đồng lớn, thu về không ít tiền hoa hồng, áp lực tiền bạc giảm đi trông thấy, thu chi cũng phóng khoáng hơn thường ngày. Các tình tử vi cũng mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Nếu đang thầm dành tình cảm cho một người nào đó, thì bạn nên chủ động hơn trong việc kéo gần khoảng cách với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành thì chắc chắn không thiếu cơ hội khiến đối phương rung động. Quý nhân, Hợi, Tỵ. Tiểu nhân, Mão, Tý. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số may mắn, 22/98/34. Cẩm năng vượng vận cho tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tý. Sự kết hợp của tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tý sẽ tạo nên một cặp đôi lý tưởng, hoàn hảo, nếu như họ cùng chung sở thích và thực sự thấu hiểu được suy nghĩ của nhau. Nếu không, tình yêu của hai tuổi này sẽ bị đe dọa bởi mâu thuẫn gay gắt. Chuyện tình của Dậu và Tý sẽ trải qua nhiều thăng trầm, có những phút giây lãng mạn, ngọt ngào, đáng nhớ. Niềm tin chính là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ làm ăn giữa người tuổi Kỷ Dậu và người tuổi Tý. Họ hỗ trợ bổ sung và cùng nhau phát triển sự nghiệp. Tý sẽ mang lại nhiều may mắn về tài chính đến cho Dậu. 2. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Sửu. Trên phương diện tình yêu, tuổi Kỷ Dậu và Sửu dường như trở thành cặp đôi trời sinh, hòa hợp và chung thủy, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ không hẳn có nhiều điểm chung, mà quan trọng Dậu và Sửu đều biết lắng nghe, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Dù có xảy ra mâu thuẫn, hai tuổi này cũng có thể nhanh chóng giải quyết trong hòa bình. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, Dậu và Sửu dễ dàng trở nên hòa hợp, ăn ý. Người tuổi Kỷ Dậu sáng tạo với những kế hoạch, dự định của mình, còn tuổi Sửu sẽ luôn ủng hộ và là trợ thủ đắc lực, giúp Dậu thành công trong sự nghiệp. 3. Tuổi Dậu với tuổi Dần. Dậu sẽ không chịu nhường nhịn, thua kém ai, còn Dần lại quá đề cao cái tôi của mình. Nếu xảy ra mâu thuẫn, mối quan hệ của Dậu và Dần sẽ nhanh chóng tan vỡ. Trên phương diện tình yêu, hai tuổi này cần có nhiều thời gian để tìm hiểu gắn bó với nhau. Họ thường xuyên đấu khẩu với nhau, tình trạng này thậm chí kéo dài, bởi cả hai không ai chịu nhường ai. Sẽ tốt hơn nếu Dậu và Dần hợp tác làm ăn, kinh doanh. Dần là người mạnh mẽ, có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí vững vàng. Điều đó khiến cho Dậu hài lòng vô cùng. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này đạt được hiệu quả cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công. 4. Tuổi Dậu với tuổi Mão. Trong tình yêu, Dậu và Mão khó tìm được tiếng nói chung, bởi cả hai đều có tính cách, suy nghĩ, quan điểm sống trái ngược nhau. Điều quan trọng là Dậu thích nhận được sự quan tâm, chăm sóc, che chở của đối phương và Mão cũng cần sự lắng nghe, thấu hiểu. Họ đều cần được nhận lại mà không ai muốn cho đi tình cảm của mình. Trong công việc, Dậu là người đứng đầu, tổ chức lãnh đạo, quản lý mọi việc. Mão sẽ không mấy hài lòng với những kế hoạch đó, nhưng họ cũng không thể nào làm tuổi Kỷ Dậu đổi ý. Bởi vậy mèo sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. 5. Tuổi Dậu với tuổi Thìn. Dậu và Thìn đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau trong tình yêu. Tuổi Thìn năng động, sôi nổi và mạnh mẽ, còn tuổi Kỷ Dậu lại có khá nhiều nguyên tắc, luật lệ. Những thay đổi phá cách của đồng sẽ khiến gà không vừa lòng. Mâu thuẫn xảy ra đa phần bắt đầu từ sự khó tính,
cố chấp của người tuổi Kỷ Dậu. Thế nhưng hai tuổi này đều có chung một quan điểm, đó là căn nhà của họ phải thật sạch sẽ, gọn gàng. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Kỷ Dậu và Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ đều là những người có óc sáng tạo, phong phú và tinh tế, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách. 6. Tuổi Dậu với tuổi Tỵ. Dậu và Tỵ sớm cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn với nhau. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển và ngày càng gắn bó. Dậu là người có nhiều ước mơ, hoài bão và Tỵ sẽ là nguồn động lực, may mắn, giúp Dậu đạt được thành công. Họ sẽ chung sống hòa thuận dưới một mái nhà, cùng nhau trải qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Công việc của Tỵ sẽ phát triển hơn nếu hợp tác làm ăn với tuổi Kỷ Dậu, bởi những người tuổi Kỷ Dậu thông minh, tài trí, có tầm nhìn xa, trông rộng, luôn sẵn sàng đóng góp những kế hoạch, ý tưởng độc đáo, mới lạ. 7. Tuổi Dậu với tuổi Ngọ. Dậu và Ngọ có nhiều điểm khác biệt trong sở thích, tính cách và quan niệm sống. Bởi vậy, trên phương diện tình yêu, mối quan hệ này khó có thể tìm thấy tiếng nói chung. Tuổi Kỷ Dậu là những người sống nghiêm khắc với những nguyên tắc, luật lệ của mình. Ngược lại, Ngọ lại phóng khoáng và tự do. Cách thể hiện tình yêu của hai tuổi này cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Dậu nhẹ nhàng, lãng mạn và trung thành, còn Ngọ lại mạnh mẽ, tự do và thích thay đổi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này cũng chưa phải lý tưởng. Dậu thường bảo thủ và luôn muốn mọi người nghe theo những ý kiến, kế hoạch của mình. Ngọ thì lại là người mạnh mẽ, kiên định, không dễ bị thuyết phục bởi bất kỳ ai. 8. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Mùi. Cuộc tình của Dậu và Mùi sẽ trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn và thử thách, lúc mãnh liệt, ấm áp, lúc nguội lạnh, trống vắng. Mùi là người khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương và sự nghiêm khắc của tuổi Kỷ Dậu đôi khi khiến Mùi đau khổ, buồn phiền. Nếu thật sự nghiêm túc, hai tuổi này cần dành cho nhau nhiều thời gian để xây dựng, vun đắp tình cảm nhiều hơn nữa. Nếu hợp tác làm ăn, Mùi và Dậu sẽ cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, phát triển sự nghiệp. Dậu có những bước đi vững chắc và kiên định, còn Mùi sẽ mang đến sự may mắn về tài chính, tiền bạc đến cho người tuổi Kỷ Dậu. 9. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Thân. Dậu và Thân cần phải có thời gian tìm hiểu, gắn bó với nhau trước khi quyết định bắt đầu một tình yêu. Hai tuổi này có tính cách khác biệt nhau, bởi vậy những mâu thuẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Tuổi Kỷ Dậu nghiêm khắc, có nhiều luật lệ, yêu cầu tuổi Thân phải chấp hành theo. Tất nhiên, với một con người cá tính, năng động và yêu tự do như Thân, thì hiếm ai có thể kiểm soát được. Nếu trở thành đối tác làm ăn, Thân và Dậu sẽ có nhiều dấu ấn, thành công trong các lĩnh vực xã hội. Hai tuổi này hợp tác khá ăn ý và hòa hợp. Nếu như Dậu có nhiều ý kiến sáng tạo, thì Thân sẽ biết cách lập kế hoạch làm việc hiệu quả. 10. Tuổi Dậu với tuổi Dậu. Có nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích sẽ giúp hai người thấu hiểu, hòa hợp với nhau hơn. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy, và sự kết hợp của hai người tuổi Dậu là một minh chứng cho điều đó. Trên phương diện tình yêu, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn từ những điều vụn vặt. Bởi tuổi Dậu là những người khá khó tính và cầu toàn, họ luôn yêu cầu đối phương phải tuân thủ theo những luật lệ nghiêm khắc của mình. Hai người tuổi Dậu nếu sống chung với nhau, họ có một ưu điểm tuyệt vời, đó là luôn chăm sóc, quan tâm, giữ gìn gia đình của mình. Tuổi Dậu là những người thông minh, thực tế và có nhiều tài năng. Họ có thể đảm nhận được nhiều vị trí, vai trò trong công việc. Sự kết hợp của hai người tuổi Dậu có thể nói là khá hoàn hảo, ăn ý hơn ai hết. Họ thấu hiểu từng suy nghĩ, kế hoạch và dự định của nhau. 11. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tuất. Trong tình yêu, Dậu và Tuất sẽ có nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ. Dậu có nhiều nguyên tắc, nhưng những nguyên tắc ấy sẽ giúp tuổi Tuất thêm hoàn thiện bản thân mình. Chính vì vậy, Tuất không bao giờ phàn nàn về điều đó. Ngôi nhà của họ lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, dưới sự chăm lo của tuổi Kỷ Dậu. Tình yêu của hai tuổi này ngày càng gắn bó, Tuất và Dậu sẽ cùng nhau trải qua những khó khăn, sóng gió trong cuộc sống. Niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau chính là yếu tố để Dậu và Tuất trở thành đối tác làm ăn. Người tuổi Kỷ Dậu thông minh, nhanh trí và giỏi trong việc tính toán, phân tích, còn tuổi Tuất sắc sảo trong việc ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao, giúp họ có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. 12. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Hợi. Ngay từ những phút giây đầu tiên, Dậu và Hợi đã cảm nhận được sự đồng cảm, hòa hợp với nhau. Tình cảm của họ nhanh chóng phát triển thành tình yêu lãng mạn, đích thực, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên,
Một tình yêu đẹp không có nghĩa là vĩnh cửu mãi mãi. Họ có thể xảy ra mâu thuẫn gay gắt với nhau và dẫn đến tan vỡ. Tuổi Hợi có lối sống hưởng thụ, còn Dậu thì luôn cằn nhằn về điều đó. Dường như Dậu kiên nhẫn, cố gắng thay đổi suy nghĩ của đối phương, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi Hợi không hề bận tâm. Trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội bởi Dậu giỏi trong việc lãnh đạo, tổ chức lập kế hoạch, còn Hợi sẽ là một nhân viên chăm chỉ, nghiêm túc làm việc. Hơn nữa, Hợi và Dậu đều khéo léo trong giao tiếp. Điều đó sẽ giúp họ thuyết phục được các nhà đầu tư lớn, cả trong nước lẫn quốc tế. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trên đời không ít người thường xuyên oán thán trời đất rằng vì sao giỏi mà vẫn nghèo, thậm chí là họ đã chăm chỉ, nỗ lực hết mình, nhưng dường như tiền bạc vẫn còn xa lắm. Họ cảm thấy đuối sức, cảm giác như bản thân chẳng thể nào với tới được. Như những người nông dân chăm chỉ làm việc đông áng mỗi ngày, không quản ngày đêm, nhưng chỉ một trận thiên tai là mất hết. Vậy thì tại sao người tài, người tốt sao vẫn phải nhận kết cục đau thương? Chuyện kể lại rằng, có anh nông dân tên nghèo, ông bà để lại cho ba thửa ruộng, mỗi năm ba vụ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sau khi trừ tiền giống, tiền phân, tiền phơi và không bị lũ lụt sâu đầy thì chỉ kiếm đủ tiền chi tiêu, ăn uống. Năm ngoái, xã mở đường nhựa qua ruộng anh nghèo, tiền đền bù cũng được kha khá, nhưng chỉ ăn được hơn năm thì lại nghèo. Một anh nông dân khác tên Dậu, nhà cũng ba thửa ruộng, cũng làm quần quật như anh nghèo. Cuối vụ đập lúa xong, anh hốt chấu về ôm bếp, xin người ta rơm rạ, rồi bó lại, thuê xe thộ đến bán cho nhà người xóm trên nuôi bò. Tối nằm vắt tay lên trán, anh chợt nghĩ, sao nông dân thì cứ phải bán thóc nhỉ? Thế rồi anh học người ta lấy gạo làm sợi bún, đem bỏ mối ngoại thị xã. Anh thấy hạt gạo chỉ chế biến chút thôi đã bán được giá gấp 5 lần. Thấy anh nghèo mất ruộng, Dậu cho thuê ruộng cày, mua gạo của nghèo về làm buôn bán, không làm ruộng nữa. Thế mới thấy, dù có xuất phát điểm giống nhau, như hai anh nông dân trên đều có tài sản là ba thửa ruộng, nhưng do cách tư duy, hành động khác nhau nên họ có kết quả hoàn toàn khác nhau. Vì thế, trước khi than mình vì sao giỏi mà vẫn nghèo, thì nên xem lại cách suy nghĩ, cách bản thân mình làm việc. Bạn có biết, nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn. Thực tế là nỗ lực nhầm chỗ thì mọi việc bạn làm cũng trở thành công cốc mà thôi, chứ đừng nói tới việc làm giàu. Vì thế phải khôn ngoan từ đầu trong lựa chọn. Việc đó cần cả một quá trình tu dưỡng không ngừng nghỉ, chứ không phải chỉ ngồi đó mà than trách số phận. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.